Ngày trước, thi thoảng nằm bên em, mẹ lại vuốt tóc thủ thỉ với con gái. Bố mẹ có mỗi đứa con gái, sau chị gà chồng gần, còn chạy đi chạy lại thăm non được. Gà chồng xa là mất con. Gia đình em tinh tế không dư giả gì, đổi lại luôn quây quần đầm ấm, sống tình cảm vô cùng. Cũng vì thương bố mẹ em từng đặt mục tiêu chỉ lấy chồng cách nhà trong vòng bán kính chục cây số đổ lại nhưng ở đời đúng là nói trước bước không qua chuyện tình cảm không thể nói mạnh được sau thế nào em lại chọn lấy người cách nhà mình hơn 200 km năm thứ ba đại học em bắt đầu yêu khải biết là quê hai đứa xa nhau nên ban đầu em cũng do dự trước tình cảm của khải dành cho mình không ít lần khải thổ lộ đều bị em từ chối